Xin chào các bạn. Như các bạn thấy ở đây thì cái thanh đốc của mình nó đã rất là khác so với những cái thanh đốc bình thường. Nó có 7 icon. Nó có 7 icon và thậm chí là nó có thể có 2 pack. Nó hoàn toàn độc lập với cái Springboard này. Nó có đốc ở đây. Thì như các bạn dùng iPhone đã biết là Apple thì giới hạn cho chúng ta một vài icon ở trên cái thanh đốc này. Và điều này rất là bất tiện bởi vì thanh đốc nó rất là tiện dụng. Nó hoàn toàn cố định, gần như cố định so với là cái màn hình này. Vì vậy là chúng ta thường để những cái icon hay dùng ở trên này. Mà ví dụ như mình thích dùng tầm 5-6 app chẳng hạn, thì cái lúc mà bình thường nó không thể chứa được. Nhưng mà đây thì mình đã chứa hết rồi. Cái thuyết mình đang dùng mang tên là Infinity Dock. Đây. Nó có những cái đặt ví dụ như là số lượng biểu tượng ở một trang. Mình đang để 7, nhìn xấu đúng không? Mình để là 5 đi. Xong rồi nó có một cái scrolling bar, chả biết là cái gì, mình bật lên. Cái hiệu ứng khi mà vuốt đang là đen chuyển sang trắng. Packaging có nghĩa là có pack hay không, có những cái trang hay không. Đấy, scrolling có cho cuộn không, có. Đấy, thì giờ mình đã còn 5 cái rất đẹp và vuốt ra có 2 trang rất tiện. Tweak này thì nó dành cho những máy iOS đã jailbreak. Chúng ta vào Slider, sau đó chúng ta tìm kiếm mang tên là Infinity Dock. Infinity Dock. Này, nó tương thích với iOS 867 và hỗ trợ cả những máy 64 bit. Cài đặt xong rồi vào cài đặt đấy, xong rồi thì tùy chỉnh cái số lượng đốc, số lượng icon ở trên một thanh đốc mà bạn muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tweak này mang tên là Multi Tasking Gesture. Mình cho các bạn xem. Boot lên dưới.